Bí quyết hạ đường huyết, dưỡng gan, mát thận từ loại quả ngọt liệm như đường có sẵn ở Việt Nam. Quý vị thân mến, mặc dù ngọt liệm như đường nhưng loại quả này có khả năng hạ đường huyết, dưỡng gan và mát thận hiệu quả. Với mức giá phải chăng, bạn có thể dễ dàng mua được chúng từ chợ. Citrullus lanatus là tên khoa học của quả dưa hấu, thuộc họ Cucurbitaceae, là loại cây leo có nguồn gốc từ vùng Sahara ở châu Phi. Quả dưa hấu không những thơm ngon, giòn và mát, mà còn giàu vitamin có lợi cho cơ thể. Nước là thành phần chủ yếu của dưa hấu, chiếm tới 91% trọng lượng, trong khi carbs chiếm 7,5%. Quả này còn nổi bật với lượng calo thấp, chỉ khoảng 30 kcal cho mỗi 100g. Bên cạnh đó, trong dưa hấu còn có 0,6g protein, 6,2g đường, 0,4g chất xơ và 0,2g chất béo. Không chỉ là một loại trái cây thú vị, dưa hấu còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ tới mà nhiều người chưa biết đến. Dưa hấu hỗ trợ sức khỏe thận. Được biết đến như một loại trái cây tự nhiên có khả năng thanh lọc thận, dưa hấu giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể từ nhiều nguồn khác nhau. Ăn dưa hấu không chỉ giúp tăng cường lượng nước tiểu mà còn thúc đẩy quá trình tiểu tiện một cách tự nhiên, mà không làm tăng áp lực lên thận như khi uống rượu hay cà phê. Ngoài ra, dưa hấu còn hỗ trợ gan trong việc lọc chất amoniac, làm giảm áp lực lên thận trong việc xử lý chất lỏng, do đó đóng vai trò như một loại trái cây có ích cho việc duy trì sức khỏe thận. Tuy nhiên, những người đang gặp phải các vấn đề về thận, bao gồm bệnh thận hay suy thận, cần phải hạn chế ăn dưa hấu do nó có chứa lượng kali cao. Tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch, dẫn đến suy giảm chức năng thận và gặp trục trặc trong quá trình lọc máu của thận. Hỗ trợ chức năng gan. Nước ép dưa hấu đóng vai trò như một phương pháp tự nhiên để làm mát và giải độc cho gan. Dưa hấu không chỉ có hàm lượng calo thấp mà còn giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ việc loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học cũng gợi ý rằng việc tiêu thụ dưa hấu mang lại nhiều ích lợi cho người bị xơ gan, đặc biệt là ở những trường hợp gặp phải biến chứng tăng áp tĩnh mạch cửa, một tình trạng thường gặp trong các ca xơ gan. Quản lý lượng đường trong máu. Dưa hấu có chứa đường tự nhiên nhưng vẫn có thể là một phần của chế độ ăn uống cân đối cho những người bị tiểu đường, miễn là họ tiêu thụ loại quả này một cách điều độ. Theo thông tin từ tiến sĩ Sonali Shivaji Kanyar, người đang công tác tại bệnh viện Sơ Hát N. Reliance Foundation ở Mumbai, Ấn Độ, dưa hấu có chỉ số đường huyết GI ở mức khá cao, đạt 72. Tuy nhiên, loại quả này chủ yếu chứa nước, chiếm đến 92% và cũng giàu chất xơ. Điều này giúp làm giảm tốc độ hấp thụ đường vào máu sau khi ăn, từ đó hỗ trợ việc kiểm soát đường huyết. Dựa theo thông tin từ Healthline, một trang web chuyên về sức khỏe, dưa hấu có chỉ số tải lượng đường huyết GL thấp, chỉ 5 cho mỗi phần ăn 120g. Một chén dưa hấu đã cắt thành từng miếng nhỏ, nặng khoảng 152g, chỉ chứa khoảng 12g carbohydrate. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc tiêu thụ 15g carbohydrate mỗi lần ăn được coi là an toàn. Do đó, họ vẫn có thể thưởng thức dưa hấu nhưng cần phải điều chỉnh lượng tiêu thụ dựa trên mức kiểm soát gluco trong máu và khả năng dung nạp carbohydrate cá nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý đặc biệt đến nước ép dưa hấu vì nó có chỉ số tải lượng đường huyết cao và thiếu chất xơ, có thể ảnh hưởng không tốt đến đường huyết. Phòng chống các bệnh ung thư. Hai thành phần chính trong dưa hấu, lycopene và cucurbitaceae, được cho là có khả năng làm giảm rủi ro phát triển nhiều dạng bệnh ung thư, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi. Các nghiên cứu từ Đại học Harvard cũng gợi ý rằng một chế độ ăn uống giàu lycopene có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các loại ung thư cụ thể. Việc bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn hàng ngày có thể hỗ trợ trong việc phòng ngừa nhiều hình thức ung thư khác nhau. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy dưa hấu chứa nhiều vitamin A, C,
B6 cùng với kali và magie có thể hỗ trợ giảm huyết áp và mức cholesterol trong máu. Nhờ đó, loại quả này có thể đóng góp vào việc bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, lượng lycopene trong dưa hấu không chỉ giúp giảm huyết áp, cholesterol mà còn có khả năng chống lại quá trình oxy hóa cholesterol, từ đó ngăn chặn tổn thương oxy hóa có thể xảy ra. Bảo vệ sức khỏe mắt. Dưa hấu không chỉ có lợi cho gan, thận và giúp kiểm soát đường huyết mà còn là nguồn cung cấp beta-carotene quan trọng, có khả năng được cơ thể biến đổi thành vitamin A. Vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sắc tố cần thiết cho võng mạc, góp phần phòng ngừa thoái hóa điểm vàng. Thêm vào đó, lutein và zeaxanthin tự nhiên có trong quả dưa hấu cũng giúp bảo vệ mắt khỏi các tác hại oxy hóa, hỗ trợ việc ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng, một vấn đề thường gặp ở người cao tuổi, đồng thời giảm thiểu rủi ro phát triển các bệnh lý về mắt. Ăn dưa hấu có thể coi là một biện pháp đơn giản để cải thiện và duy trì thị lực. Cung cấp nước cho cơ thể. Dưa hấu là một lựa chọn lý tưởng để bổ sung nước cho cơ thể trong thời tiết nắng nóng hoặc khi bạn cần tăng cường lượng nước để giữ cân bằng độ ẩm. Lý do là dưa hấu chứa tới 92% là nước, làm cho nó trở thành một trong những loại trái cây lý tưởng để cung cấp đủ nước cho cơ thể. Quý vị thân mến, vỏ dưa hấu, vỏ chuối, vỏ trứng, hàng ngày bạn vứt đi, thực chất lại có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Bạn có tin những loại vỏ dưới đây hàng ngày bạn ăn và vứt đi, nhưng thực chất nó lại có tác dụng không ngờ đối với sức khỏe. 1. Vỏ trứng. Vỏ trứng có nhiều ưu điểm là nguồn canxi hữu cơ, sạch, rất dễ hấp thu, còn về giá thì rẻ vô địch, bạn không tốn một xu. Không chỉ vậy, vỏ trứng còn chứa đến 27 loại khoáng chất khác như sắt, manga, phốt pho, kẽm, clo, đồng, molybdenum, chrome và strontium. Tất cả đều cần thiết cho sức khỏe cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vỏ trứng là nguồn canxi và chất khoáng tự nhiên rất tuyệt vời cho cơ thể con người. Kết quả thử nghiệm lâm sàng với bột vỏ trứng được công bố trên tạp chí nghiên cứu dược phẩm lâm sàng quốc tế cho thấy nhiều đặc tính tuyệt vời của bột vỏ trứng như chống còi xương ở người, chống loãng xương, tăng cường mật độ và độ dẻo dai của xương cho phụ nữ mãn kinh, kích thích sự sản sinh và tăng trưởng sụn, giảm các cơn đau, tăng độ đàn hồi xương cho phụ nữ mãn kinh hoặc bị loãng xương, ngăn chặn quá trình mất xương. 2. Vỏ trái cây có múi. Các loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi có phần vỏ chứa rất nhiều dinh dưỡng. Trong phần vỏ, lượng vitamin C cao gấp 5 lần so với phần thịt. Đồng thời vỏ cũng chứa nhiều chất xơ, các vitamin và khoáng chất như riboflavin, thiamin, niacin, folate, vitamin B6, vitamin B5, vitamin A, canxi, sắt, kali, kẽm và magie. Do đó, thay vì vứt vỏ đi, bạn có thể rửa sạch, cắt nhỏ rồi cho vào trà, salad, bất kỳ món ăn nào nếu bạn thấy thích. Hoặc đơn giản là cho vào máy và ép cùng các thực phẩm khác đều mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe. 3. Vỏ chuối. Chuối là loại quả rất tốt đối với sức khỏe con người, nhưng chúng ta thường có thói quen bỏ vỏ sau khi ăn. Theo các nhà khoa học, vỏ chuối rất giàu vitamin B6, B12, vitamin C, magie, kali, carbohydrate và có một số thành phần dinh dưỡng khác. Ngoài ra, vỏ chuối còn chứa một loại hợp chất có khả năng ức chế sự sinh sôi của nấm và vi khuẩn nên có tác dụng kháng viêm, chăm sóc răng miệng, trị đau đầu hay trị nước nẻ chân tay. 4. Vỏ dưa hấu. Khi ăn dưa hấu, thay vì ném bỏ vỏ đi thì bạn hãy cắt giữ lại phần vỏ trắng bên trong. Phần vỏ trắng dưa hấu có chứa amino acid citrulline, khi vào cơ thể sẽ được chuyển thành arginine, có tác dụng giúp cải thiện tuần hoàn và tăng lưu lượng máu, cải thiện sức khỏe tim và làm giảm đau mỏi cơ. Hơn nữa, phần vỏ trắng dưa hấu cũng có chứa vitamin C và B6 giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Bạn có thể cắt lấy phần vỏ trắng này để xay sinh tố,
trộn salad chung với trái cây khác hoặc ăn kèm trong lúc ăn dưa hấu đều được. Quý vị thân mến, có một loại quả ép lấy nước thơm ngon gấp đôi ăn trực tiếp, giúp sản sinh insulin, hạ đường huyết, tốt cho xương. Thưởng thức nước ép từ loại quả này cũng giúp phòng ngừa tình trạng loãng xương và bệnh tiểu đường. Cà chua là loại quả không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều chế biến cà chua với các loại thực phẩm hàng ngày mà ngại ăn sống vì hương vị chua ngọt đặc biệt của loại quả này. Để dễ thưởng thức và thơm ngon hơn, bạn có thể mang quả cà chua ép lấy nước rồi uống mỗi ngày. Nước ép cà chua không chỉ thanh mát mà còn rất tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là phòng ngừa bệnh tiểu đường hay loãng xương. Khoa học chỉ ra trong 100g cà chua sẽ cung cấp khoảng 18-20 kcal, cùng với đó là các chất dinh dưỡng như vitamin A, kali, chất chống oxy hóa. Ngoài ra, hàm lượng chất béo và đường trong 100g cà chua cũng thấp, cụ thể là 0,9g đạm, 3,9g CARB, 2,6g đường và chỉ khoảng 0,2g chất béo. Cà chua cũng là loại quả nhiều nước với 94%, còn lại là carbohydrate và chất xơ. Dưới đây là một số công dụng hiệu quả của cà chua hay nước ép cà chua tới sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua. 1. Hạ đường huyết. Một trong những công dụng được nhiều người biết nhất của quả cà chua chính là kiểm soát lượng đường trong máu. Các chuyên gia sức khỏe chỉ ra rằng những người bị tiểu đường type 2 nên thường xuyên bổ sung cà chua vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong loại quả này có hàm lượng chất xơ cao nên sẽ làm chậm sự hấp thụ ở đường ruột và cải thiện độ nhạy của insulin. Chưa hết, chrome và lycopene được tìm thấy bên trong loại quả này còn hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu. Cà chua và các hợp chất hoạt tính sinh học của nó có thể có tác dụng chống tăng đường huyết. Do đó, việc ăn hoặc uống nước ép cà chua sẽ giúp mọi người ngăn ngừa bệnh tiểu đường. 2. Ngừa loãng xương. Không chỉ với người già mà ngay cả những người trẻ khỏe cũng nên ăn cà chua thường xuyên để ngừa loãng xương. Bởi bên trong loại quả này có chứa nhiều vitamin K, canxi có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Một số chuyên gia còn chỉ ra rằng nếu cho trẻ em ăn nhiều cà chua, xương sẽ khỏe và nhanh lành hơn. 3. Tăng khả năng chống nắng cho da. Công dụng thứ ba của quả cà chua mà có thể bạn chưa biết đó chính là chống nắng cho da. Theo MedLife Plus, lycopene trong cà chua là một sắc tố hòa tan trong chất béo giúp loại quả này có màu đỏ đặc trưng. Lycopene đã được các chuyên gia khẳng định là giúp chống oxy hóa, bao gồm cả tác hại của tia cực tím, ủy diên, từ mặt trời. Chính vì vậy, bổ sung nhiều cà chua cũng là một cách giúp làn da của bạn có thêm tấm khiên chống nắng trước các tác động từ môi trường. 4. Giúp sáng mắt. Khi ăn nhiều cà chua, sức khỏe của mắt sẽ được cải thiện và bảo vệ mỗi ngày. Lý do là bởi cùng với lycopene, carotenoid lutein, vitamin A và zeaxanthin trong loại quả chua ngọt này là những chất hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thể tinh thể do tuổi tác. Do đó, dù là trẻ em hay người lớn, cà chua đều mang đến hiệu quả tốt cho đôi mắt của bạn. 5. Chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy, bên cạnh tác dụng hạ đường huyết, tăng insulin, thì lycopene trong cà chua còn chống oxy hóa, làm giảm lượng gốc tự do tạo ra. Sau lycopene còn có hai chất chống oxy hóa khác phải nhắc đến trong quả cà chua là beta-carotene và acid chlorogenic. Chúng có thể làm giảm huyết áp ở người có mức độ cao, cung cấp lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể. 6. Tốt cho tim mạch. Năm 2022, Frontier Nutrition từng công bố một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung cà chua giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tim mạch dành. Và chất có công dụng chủ chốt, tốt cho tim mạch có trong cà chua không gì khác chính là lycopene. Theo đó, lycopene có thể ức chế cholesterol ở màng tế bào, giảm nồng độ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu, từ đó có thể phòng tránh các bệnh tim mạch. Chưa hết, cùng với các thành phần khác trong loại quả này cũng hỗ trợ bảo vệ lớp bên trong của mạch máu, làm mềm hóa các mạch máu,
giảm nguy cơ đông máu. Để bổ sung hương vị thơm ngon, bạn có thể ép cà chua với một số loại quả như cà rốt, cam, táo. Đây hứa hẹn sẽ là những loại thức uống bổ dưỡng, thơm ngon vào mùa hè nắng nóng dành cho cả gia đình. Quý vị thân mến, nhắc đến bệnh tim mạch, chúng ta cùng điểm qua các dấu hiệu ở chân nhưng lại báo bệnh ở tim mạch. Rất nhiều người chủ quan. Hãy nhìn ngay xuống chân bạn. Hãy nhìn ngay xuống chân bạn nếu có các dấu hiệu này cần đi khám tim mạch sớm kẻo nguy hiểm. Tim mạch là một vấn đề nguy hiểm liên quan tới tính mạng nên rất cần thận trọng phát hiện bệnh sớm để có phương án kịp thời. 1. Sưng phù ở chân. Bàn chân, cẳng chân và mắt cá chân nếu có dấu hiệu bị sưng phù là một trong những triệu chứng của bệnh tim. Đó vì khi tim mạch có vấn đề thì có thể làm tích trữ nước ở bàn chân và cẳng chân, tình trạng này sẽ lan tỏa dần lên đùi và háng. 2. Ngón chân màu tím xanh. Khi ngón chân bị tím xanh là dấu hiệu cho thấy bạn bị tắc nghẽn mạch máu. Tình trạng này có thể xảy ra khi bị lạnh, nhưng nếu một vùng da bị chuyển sang những màu này ngay cả khi bạn cảm thấy ấm áp, đó có khả năng là dấu hiệu máu không nhận đủ oxy do cơ thể có bệnh tim mạch. Nếu không được điều trị, tình trạng thiếu oxy sẽ khiến da và các mô bên dưới bị chết. Thuật ngữ y học cho hiện tượng này là hội chứng xanh tím. 3. Các u cục đau ở ngón chân. Những u cục trên ngón chân được gọi là nốt Osler và cũng có thể ảnh hưởng đến các ngón tay. Những người bị bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng thường có biểu hiện này. Khi người bệnh gặp hiện tượng u đau đớn này sẽ phát triển ở ngón tay, ngón chân hoặc cả hai bộ phận này nên được đi khám sớm. Nếu bạn có một trong những dấu hiệu trên và hay thấy khó thở mệt mỏi nên đi khám sớm. Bệnh tim mạch rất nguy hiểm. Ngày nay bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, gây ra gần 18 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Nó bao gồm các tình trạng ảnh hưởng đến tim và hệ tuần hoàn như đột quỵ, bệnh tim mạch dành và suy tim. Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Do đó bệnh tim mạch phát hiện càng sớm càng tốt, càng có cơ hội chữa trị vào và tránh biến chứng nguy hiểm. Đừng cho rằng chỉ có những cơn đau thắt ngực mới cảnh báo bệnh tim. Những triệu chứng ở chân thường bị mọi người bỏ qua vì nghĩ chúng ít liên quan tới tim mạch. Nhưng sự thực thì nếu có 3 triệu chứng trên bạn nên đi khám sớm. Quý vị thân mến, nhắc đến tim mạch, chúng ta không quên công dụng tuyệt vời từ cà phê đối với tim mạch. Bác sĩ mách cách uống cà phê tốt cho tim mạch bằng việc thêm vào tách cà phê thứ này, thử ngay. Cà phê là thức uống phổ biến vừa có lợi lại vừa có hại, thế nên uống thế nào để tốt là điều mà nhiều người thắc mắc. Cà phê là thức uống nổi tiếng thế giới. Mặc dù cà phê có lợi ích sức khỏe nhưng cũng lại có thể gây ra những tác hại. Thông tin từ bệnh viện Johns Hopkins, Mỹ thì uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và suy tim, nhưng phải là dùng đúng cách. Theo đó thì chuyên gia khuyến cáo nên thêm chút cacao vào tách cà phê sẽ tăng thêm lợi ích. Lợi ích sức khỏe tim mạch của cà phê và cacao. Sống thọ hơn, tiến sĩ bác sĩ tim mạch Nikki Bach làm việc tại Viện Nghiên cứu Tim Victor Chang, Úc, cho biết nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê vừa phải có thể cải thiện tuổi thọ và sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu vào tháng 1 năm 2022 trên tạp chí Tim Mạch Dự phòng châu Âu đã phát hiện uống tối đa 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ của một người. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, chuyên gia dinh dưỡng Colette Mitko, một chuyên gia trong lĩnh vực bệnh tiểu đường và huấn luyện viên cá nhân của Hội đồng Thể dục Mỹ, cho biết uống cà phê có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và suy tim. Nghiên cứu diễn ra trên 365.000 người tham gia, được đăng trên tạp chí y khoa PLOS Medicine vào tháng 11 năm 2021, cho thấy uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm đến 32% nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu trước đây cũng phát hiện uống 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 15% nguy cơ bệnh tim. Nhiều lợi ích từ bột cacao. Cà phê tốt cho tim mạch, nhưng thêm cacao vào có thể nâng cao những lợi ích này hơn nữa.
Tiến sĩ bác cho hay bột ca cao chứa flavanon giúp kháng viêm và tăng cường lưu thông máu nên có công dụng giúp giãn mạch máu và giảm huyết áp, đồng thời cải thiện việc kiểm soát đường huyết. Cách uống cà phê kết hợp ca cao tốt cho tim mạch. Không nên quá 2 muỗng bột ca cao. Khi thêm ca cao vào cà phê thì bạn có thể dùng theo khẩu vị, nhưng cô Yên Gia Mít cô khuyên không quá 2 muỗng canh bột ca cao vào cà phê hàng ngày để đạt được lợi ích tối đa cho tim mạch. Và bạn nên tìm chọn bột ca cao có 4% flavonoid ca cao tự nhiên và không đường. Đừng thêm kem, đường hay sữa đặc. Cà phê là thức uống không chứa calo tự nhiên, nhưng nếu bạn lại hay uống cùng kem, đường thì lượng calo có thể bắt đầu tăng lên. Tiến sĩ bác cho biết những điều này có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch nếu bạn không cẩn thận. Chuyên gia Mitko cho biết thêm, cả sữa béo, nước cốt dừa hoặc bơ cũng chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bạn muốn có thêm hương vị, hãy thêm bột quế. Quý vị thân mến, ngoài cà phê ra, thì 8 loại đồ uống rẻ tiền dễ làm sau đây, rất tốt cho tim mạch, tăng tuổi thọ. Những loại nước uống này vô cùng dễ kiếm dễ làm, đừng bỏ qua kẻo lãng phí. Nước dừa. Nước dừa tươi cung cấp kali, magie và vitamin C dồi dào, cải thiện huyết áp tâm thu, huyết áp khi tim co bóp. Khác với huyết áp tâm trương là huyết áp khi tim được thư giãn, góp phần hạ huyết áp cho người có huyết áp trung bình, cao. Nước dừa góp phần ngăn ngừa hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Bạn nên lưu ý chọn dừa tươi và uống trực tiếp từ quả. Trà xanh. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa EGCG và các chất chống oxy hóa khác. EGCG giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hỗ trợ hạ cholesterol xấu và duy trì mức cholesterol tốt trong cơ thể. Đồ uống này góp phần hạ huyết áp, mỡ máu, yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch. Sữa hạt. Sữa hạt làm từ các loại hạt như đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa yến mạch, sữa hạt óc chó, cung cấp canxi và protein thực vật. Trong các loại hạt cũng giàu lượng kali và magie nên giúp hỗ trợ thư giãn cơ tim, giảm huyết áp, duy trì sự ổn định sức khỏe tim. Sữa hạt là lựa chọn thay thế tốt cho sữa bò, phù hợp với người không dung nạp lactose hoặc muốn bổ sung thêm dưỡng chất từ thực vật cho chế độ ăn. Nước trái cây có múi như cam, chanh, tắc. Trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh, tắc chứa hợp chất hesperidin có khả năng giảm tắc nghẽn và cải thiện chức năng mạch máu. Flavonoid trong nước ép trái cây họ cam quýt cũng hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch, giảm mức cholesterol xấu và hạ huyết áp. Chọn nước ép nguyên chất, không thêm đường để tốt cho sức khỏe, hạn chế sử dụng nếu có vấn đề về dạ dày. Nước lọc. Nước lọc là thứ không thể thiếu lại, cực kỳ rẻ tiền. Thế nhưng nhiều người vẫn lười uống nước khiến cho cơ thể gặp nhiều rắc rối. Khi cơ thể thiếu nước, tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu, dẫn đến nhịp tim nhanh và tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch. Mỗi người trưởng thành bình thường cần uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, có tác dụng điều hòa nhịp tim, giảm nguy cơ mất nước. Nước lọc sạch là thứ nước uống lành mạnh nhất cho cơ thể. Nước ép cà chua. Cà chua mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Đặc biệt cà chua giàu chất chống oxy hóa lycopene, kali, magie nên giúp cân bằng mức cholesterol xấu, LDL, tăng mức cholesterol tốt, HDL, tăng cường hoạt động mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch máu, từ đó hạ huyết áp. Chất chống oxy hóa trong cà chua hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương các mạch máu nuôi tim, mạch vành, hạn chế hình thành mảng xơ giữa gây hẹp động mạch vành, góp phần bảo vệ tim mạch. Nhưng lưu ý chỉ được dùng cà chua chín, không dùng cà chua xanh. Nên kết hợp uống nước ép cà chua cùng với việc nấu chín cà chua để tận dụng lợi ích của loại quả này, vì khi nấu chín thì lycopene hấp thu tốt hơn. Nước ép cà rốt. Nước ép cà rốt giàu kal có tác dụng chống lại tăng huyết áp, đột quỵ não. Các hợp chất chống oxy hóa có trong nước ép cà rốt giữ huyết áp ở mức an toàn và duy trì chức năng tim. Nên chọn cà rốt tươi, sạch và sử dụng lượng dừa,
tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Nước ép quả mọng. Nước ép quả mọng từ các loại quả như dâu tây, diệt quất, mâm xôi giàu chất chống oxy hóa, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ vì chúng giàu chất chống oxy hóa. Uống một ly nước ép quả mọng mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp tâm thu, cải thiện chức năng tổng thể của mạch máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thức uống không tốt cho sức khỏe tim mạch như nước tăng lực, nước ngọt có ga, rượu bia. Chúng kích thích tim đập nhanh, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Bệnh nhân tim mạch không uống quá nhiều cà phê vì có thể gây hồi hộp, bồn chồn, run tay chân, loạn nhịp tim. Loại nước là vua bổ thận, hạ mỡ máu, kiểm soát đường huyết tốt, chưa nhiều người tận dụng dù có ở Việt Nam. Xin chào quý vị! Loại trà này chứa rất nhiều vitamin và các loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân và tăng cường sức khỏe gan nhưng người lại chưa thực sự biết đến. Bồ công anh từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc trong đông y, từ hoa, thân, lá, rễ đều có thể được sử dụng mang lại lợi ích sức khỏe. Trong đó phổ biến nhất là việc sử dụng trà bồ công anh, loại đồ uống chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, folate, canxi, kali. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của loại nước này. 1. Bổ thận. Trà bồ công anh được biết đến là một loại thuốc lợi lợi tiểu tự nhiên, nhẹ nhàng thúc đẩy hoạt động tiêu hóa và giải độc của hệ thống gan và thận. Theo nghiên cứu, trà bồ công anh giúp loại bỏ chất độc hại khỏi hệ thống tiết niệu, bao gồm cả axit uric. Kali trong trà bồ công anh giúp thận lọc độc tố hiệu quả hơn. Loại trà này cũng có tính kháng khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể giúp giảm sỏi thận. 2. Kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà bồ công anh có thể giúp điều hòa chuyển hóa lipid và lượng đường trong máu, giữ các chỉ số ở mức ổn định. Điều này có thể rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chicorix và chlorhexidine là hai hợp chất có hoạt tính sinh học trong bồ công anh có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Bồ công anh còn có thể kích thích tuyến tụy sản xuất insulin, điều hòa đường huyết và sự hấp thụ gluco. Rễ cây bồ công anh còn có lợi cho cơ thể bằng cách cải thiện tiêu hóa, ức chế hoạt động của lipase, làm giảm sự hấp thụ chất béo, có thể thúc đẩy giảm cân mà không bị mất nước, chuyên gia Gabe cho biết. 3. Ổn định huyết áp, hạ mỡ máu. Trà bồ công anh giàu kali, chất này có thể tương tác với thận và giúp cơ quan này loại bỏ hàm lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, nhờ đó giữ cho huyết áp được ổn định, nhất là với những người huyết áp cao. Bên cạnh đó, kali cũng có thể làm giảm căng thẳng thành mạch máu, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể cho hệ tim mạch. Theo một nghiên cứu của Hàn Quốc, trà hoa bồ công anh có thể làm giảm mức chất béo trung tính, từ đó ngăn ngừa chứng xơ giữa động mạch do tăng cholesterol máu và giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. 4. Tăng cường sức khỏe gan. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy hợp chất polysaccharides trong bồ công anh thực sự có thể có lợi cho chức năng gan, bảo vệ gan khỏi nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy trà bồ công anh có khả năng tăng lưu lượng mật, giúp giải độc gan và giảm các triệu chứng của bệnh gan. Rễ bồ công anh từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc bổ gan, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố khỏi gan. 5. Cung cấp chất chống oxy hóa, giảm viêm. Chất chống oxy hóa là lớp bảo vệ của cơ thể bạn chống lại các gốc tự do có thể gây tổn hại cho cơ thể ở cấp độ tế bào. Theo nghiên cứu từ Đan Mạch, trà bồ công anh có lượng beta-carotene cao. Đây là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và stress oxy hóa, nhờ đó giúp cơ thể tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh ung thư và một số bệnh lý nghiêm trọng khác. Cùng với đó, chất polyphenol chuyên chống viêm, có lợi cho tim mạch cũng được tìm thấy trong trà bồ công anh. Bồ công anh cũng chứa tarasasterone, một hợp chất được biết đến là có đặc tính chống oxy hóa đáng kể, giúp chống lại chứng viêm bằng cách điều chỉnh các tế bào bạch cầu, chuyên gia dinh dưỡng Gabe chia sẻ.
Một số lưu ý khi sử dụng trà bồ công anh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn hoàn toàn có thể uống trà bồ công anh mỗi ngày, và đặc biệt, càng sử dụng lâu dài sẽ càng mang đến kết quả tốt. Khuyến nghị là bạn có thể uống 2-3 tách trà bồ công anh mỗi ngày. Đặc tính lợi tiểu của nó có thể khiến bạn khó chịu lúc đầu, nhưng làm quen thì đây sẽ là thói quen tốt. Tuy chưa có nghiên cứu cụ thể, nhưng chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Nancy Gabe vẫn lưu ý những người có vấn đề gan, túi mật, bệnh thận nên thận trọng khi sử dụng trà bồ công anh vì đặc tính lợi tiểu của nó. Bên cạnh đó, phụ nữ có thai cũng nên tránh uống loại trà này. Thưa quý vị, trong cơ thể chúng ta có đến hơn 70% là nước. Điều này cũng cho thấy được tầm quan trọng của nước với việc duy trì sức khỏe hàng ngày. Nếu không có đủ lượng nước cần thiết, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ căng thẳng, lo âu. Theo các chuyên gia, tỷ lệ mắc các bệnh lý về thận có thể gia tăng nếu chúng ta không cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Ngoài trà bồ công anh được nhắc đến ở trên, chúng tôi xin gợi ý thêm 6 loại nước có tác dụng mát gan, bổ thận, thanh lọc cơ thể, rất thích hợp trong thời tiết nóng bức này. 1. Nước lọc. Nước lọc sẽ làm loãng muối cùng với những loại khoáng chất ở bên trong nước tiểu. Nhờ đó, nguy cơ sỏi thận được hình thành cũng sẽ thấp hơn. Tùy vào nhu cầu của cơ thể mà bạn có thể bổ sung nguồn nước sao cho phù hợp nhất. Dưới đây là lượng nước mà các chuyên gia khuyến cáo cho từng đối tượng cụ thể. Dưới 6 tháng tuổi, bé chỉ cần được uống sữa mẹ đầy đủ. Khoảng 6-12 tháng tuổi, bé nên được uống khoảng 200ml-300ml nước một ngày. Trẻ nặng từ 11-20kg, lượng nước cần bổ sung khoảng 1000ml cộng 50ml trên mỗi 10kg cân nặng. Trẻ trên 21kg cần bổ sung 500ml cộng 20ml nước cho mỗi 20kg. Người trưởng thành 19-55 tuổi có các hoạt động bình thường, 35ml nhân tổng cân nặng của cơ thể. Người từ 55 tuổi, 30ml nhân tổng cân nặng của cơ thể. Bạn nên duy trì uống nước đều đặn trong ngày thay vì chờ đến lúc khác mới uống. Việc uống nước dồn trong một lần cũng không tốt cho sức khỏe. Bạn cũng không nên uống quá nhiều nước trước hoặc sau khi ăn một tiếng đồng hồ để tránh tác động không tốt đến quá trình tiêu hóa thức ăn. 2. Trà xanh. Từ rất lâu trước đây, trà xanh được biết đến là một loại thức uống thanh nhiệt, giải độc rất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn đang không biết uống gì mát gan bổ thận thì có thể sử dụng trà xanh hàng ngày. Trong lá trà xanh có một lượng lớn các hoạt chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ mệt mỏi, giảm căng thẳng, mát da và đào thải các độc tố có hại ra ngoài. Duy trì thói quen này, làn da của bạn sẽ ngày càng sáng hơn và căng tràn sức sống. Ngoài ra, uống trà xanh mỗi ngày còn giúp cơ thể phòng ngừa được một vài loại bệnh lý như chứng nóng gan, xơ gan, hạn chế tình trạng gan nhiễm dở, phòng xơ giữa động mạch hay ngăn ngừa ung thư. Để làm nước trà xanh uống hàng ngày, bạn có thể áp dụng công thức đơn giản sau. Nguyên liệu gồm có 50-100g trà xanh. Lá trà xanh mang đi rửa với nước sạch và để cho ráo bớt nước. Giò nát lá trà để khi hãm nước trà tăng thêm hương vị thơm ngon. Cho trà vào trong bình rồi chế thêm nước sôi vào, lược bỏ phần nước đầu đi. Cho vào trong bình khoảng 200-300ml nước sôi và để hãm trà trong khoảng 3-5 phút là có thể sử dụng. 3. Nước rau má. Một loại nước có công dụng mát gan, bổ thận tiếp theo mà bạn có thể sử dụng chính là rau má. Trong nghiên cứu y học cổ truyền, rau má có tính mát, hơi đắng và không có độc. Nước rau má có khả năng làm mát cơ thể, giúp giải độc, chống viêm, đồng thời hỗ trợ rất tốt cho việc phòng ngừa những bệnh lý liên quan đến tim mạch, mụn nhọt, sốt. Tất nhiên, rau má cũng là một thức uống có công dụng làm mát gan và rất có lợi cho thận. Lưu ý, tùy thuộc vào số lượng rau má cũng như mức độ đặc loãng mà bạn mong muốn để chế nước thêm cho phù hợp. Bạn không nên uống nước rau má trong một thời gian dài. Theo đó, bạn chỉ nên uống khoảng từ 2-3 ly rau má mỗi tuần và không nên uống liên tục trong 30 ngày.
4. Nước đậu đen. Uống gì mát gan bổ thận, chắc chắn bạn không thể bỏ qua được sự thơm ngon của nước đậu đen cùng những công dụng đặc biệt đối với sức khỏe. Trong đông y, đậu đen là nguyên liệu ngọt, tính bình, có khả năng giải độc, khứ phong lợi thủy, làm sáng mắt, rất hiệu quả. Ngoài ra, đậu đen còn có nhiều dưỡng chất vitamin A, B, C, muối khoáng, glucid. Bên cạnh đó, trong đậu đen còn có cả các axit amin tốt cho cơ thể như lysine, methionine, leucine. Với nhiều dưỡng chất đặc biệt trên, đậu đen được xem như một loại dược liệu chữa bệnh lành tính, rất tốt với những người có gan yếu, hư thận, bị liệt dương, qua mắt. Bạn có thể uống nước đậu đen hàng ngày để làm mát gan, bổ thận, giải nhiệt cho cơ thể. Công thức làm nước đậu đen cũng khá đơn giản như sau. Chuẩn bị khoảng 20-40g đậu đen rửa sạch rồi cho vào nồi cùng với nước để ninh nhừ. Nếu bạn thích vị ngọt thì có thể cho thêm một ít đường. Bạn có thể ăn cả nước lẫn cái. Sử dụng nước đậu đen để uống hàng ngày giúp cải thiện các vấn đề về sức khỏe. 5. Nước atiso. Từ xa xưa, atiso đã được xem như một loại thảo dược đông y với công dụng làm mát gan, cải thiện các chức năng thận, kháng viêm, làm giảm cholesterol và lợi tiểu. Bên cạnh đó, atiso còn là một nguyên liệu được bào chế trong nhiều bài thuốc chuyên trị các bệnh lý liên quan đến gan và thận. Trong bông atiso có chứa rất nhiều các khoáng chất cùng các loại vitamin tốt cho cơ thể như phe, miền núi, vitamin A, B, C, omega 3, omega 6. Với hàm lượng dưỡng chất cao nên atiso luôn được xem như một loại thần dược rất tốt cho cơ thể. Đối với sức khỏe của gan thì atiso chính là một liều thuốc hoàn hảo để loại bỏ những độc tố tích tụ ở trong gan. Để nấu nước sâm atiso, bạn cần chuẩn bị khoảng 5 bông atiso cùng với một bó lá dứa, 3 lít nước và 2 viên đường phèn. Cách làm đơn giản như sau, bạn cắt bỏ phần cuống của hoa atiso rồi rửa sạch và cho ngâm với nước muối loãng nhằm mục đích loại bỏ các bụi bẩn, lông tơ trên hoa. Lá dứa tươi cũng mang đi rửa sạch và cuộn lại thành một bó nhỏ. Bạn cho atiso đã được sơ chế cùng với lá dứa vào nồi, cho thêm 3 lít nước và đun sôi trong khoảng 30 phút. Sau đó, bạn tắt bếp và đậy dung lại để ủ tiếp trong 6 tiếng. Cho đường phèn vào nồi và đun sôi lại cho đến khi đường tan hoàn toàn. Cuối cùng, bạn chắc lấy phần nước uống, có thể cho thêm vài viên đá để uống vào những ngày hè. Thưa quý vị, có thể thấy thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, tuy nhiên chúng có thể đang bị hủy hoại hàng ngày bởi những thói quen ăn uống, sinh hoạt không tốt. Việc ăn bữa sáng sai cách cũng có thể là nguyên nhân. Với nhịp sống hiện đại ngày nay, những thói quen ăn uống sai lầm có thể gây gánh nặng lớn cho thận. Đặc biệt khi lựa chọn bữa sáng, nếu không lưu ý cẩn thận sẽ dễ khiến thận tổn thương, suy yếu nghiêm trọng. Phần tiếp theo của video hôm nay, xin chia sẻ đến quý vị 4 kiểu bữa sáng tệ nhất. Ăn càng nhiều thận càng yếu, đừng để cơ thể bị hủy hoại chỉ bởi một bữa ăn. 1. Bữa sáng nhiều muối. Nhiều người thường có thói quen ăn kèm các loại đồ muối mặn hay những thực phẩm siêu chế biến với lượng muối và chất phụ gia cao vào bữa sáng. Điều này có thể làm tăng nhu cầu về nước trong cơ thể cũng như cản trở hoạt động trao đổi chất và tiêu hóa bên trong. Buổi sáng là thời điểm cơ thể cũng như thận mới phục hồi sau một đêm thanh lọc, nghỉ ngơi. Nếu ăn đồ mặn sẽ làm tăng áp lực lên thận gấp nhiều thời điểm khác trong ngày, kéo dài sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh. Cùng với đó, những thực phẩm chứa nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, gây ra các bệnh về tim mạch, mạch máu và thận. Ngoài ra, nếu sử dụng thường xuyên còn có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư. Không chỉ vậy, bữa sáng là bữa quan trọng, cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho hoạt động của cơ thể cả ngày dài. Tuy nhiên, những đồ ăn như dưa chua hay các thực phẩm siêu chế biến thường cung cấp dinh dưỡng không nhiều, thậm chí còn cản trở quá trình hấp thu chất dinh dưỡng vì lượng natri cao. Chính vì vậy, hạn chế đến mức tối đa việc ăn nhiều đồ có vị mặn vào bữa sáng. 2. Bữa sáng nhiều đồ chiên rán. Các loại bánh được chiên rán thường là món ngon vào bữa sáng đối với nhiều người. Tuy nhiên,
chúng thực chất không tốt cho thận. Đồ chiên rán thường chứa nhiều dầu mỡ, nếu thường xuyên ăn trong thời gian dài sẽ rất dễ nạp vào quá nhiều calo, tăng gánh nặng cho cơ thể. Không chỉ gây béo phì mà còn tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh như cao huyết áp cũng như cản trở hoạt động của thận. Thận là chịu trách nhiệm lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Tuy nhiên, dầu mỡ trong đồ chiên rán sẽ làm gián đoạn hoạt động bình thường của thận và khiến thận không thể đào thải độc tố một cách hiệu quả và dẫn đến các vấn đề về thận. Cùng với đó, những loại thực phẩm này khi được chiên rán với nhiệt độ cao sẽ vô tình tạo ra các chất gây ung thư như amin dị dòng và benzopyrene. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. 3. Bữa sáng nhiều đường và tinh bột. Đây là những thực phẩm phổ biến vào buổi sáng mà bạn có thể tìm mua ở bất cứ đâu. Chính điều đó dẫn đến việc nhiều người có thói quen ăn bánh mì hoặc các loại bánh ngọt vào bữa sáng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng liên tục trong thời gian dài có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường đồng thời cũng có thể gây tổn thương thận. Vì những thực phẩm này có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, thận không thể bài tiết độc tố một cách hiệu quả. Cùng với đó, hầu hết các loại thực phẩm làm từ bột mì trắng và đường này sau khi vào cơ thể con người sẽ chuyển hóa thành gluco. Sau giấc ngủ dài, lượng đường trong máu thấp, nếu cơ thể hấp thụ các loại tinh bột tinh luyện sẽ khiến gluco trong máu tăng mạnh. Từ đó kích thích tiết insulin khiến lượng đường trong máu thay đổi đột ngột, dễ hấp thụ nhiều tinh bột hơn bình thường vì luôn có cảm giác đói. Đồng thời, khi tiêu thụ quá nhiều tinh bột và đường sẽ dẫn đến béo phì, tăng nguy cơ gây ra các bệnh về gan. 4. Bữa ăn để qua đêm. Nhiều người thường có thói quen chuẩn bị bữa sáng từ hôm trước để sử dụng cho ngày hôm sau. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm khi để qua đêm đã giảm đi rất nhiều. Vitamin và khoáng chất trong thức ăn sẽ bị mất đi cũng như dễ dàng sinh sôi vi khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Cùng với đó, nhiều loại thực phẩm khi để qua đêm sẽ tăng hàm lượng nitrit có khả năng gây ra các vấn đề về thận cũng như tăng nguy cơ ung thư. Hương vị và độ tươi ngon của thực phẩm sau khi để qua đêm cũng sẽ kém đi. Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã khuyến nghị nên tuân thủ 3 nguyên tắc sau khi chuẩn bị bữa sáng. 1. Chọn carbohydrate có chỉ số GI, chỉ số đường huyết thực phẩm, thấp. Khi lựa chọn carbohydrate cho bữa sáng, nên chọn những thực phẩm nguyên hạt và nhiều loại ngũ cốc, chẳng hạn như bánh mì nướng nguyên hạt, ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc giàu chất xơ. Điều này sẽ giúp tránh làm tăng lượng đường huyết đột ngột trong cơ thể vào buổi sáng cũng như bổ sung lượng carbohydrate đầy đủ, tạo năng lượng cho hoạt động trong ngày. 2. Cố gắng tự chuẩn bị thức ăn. Hầu hết những đồ ăn sáng bán bên ngoài đều chứa nhiều thực phẩm siêu chế biến hoặc có lượng đường, muối cũng như carbohydrate quá cao. Điều này dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu chất xơ sau khi ăn. 3. Protein là nhân vật chính. Một bữa sáng có thể giúp bạn cung cấp đầy đủ năng lượng hoạt động trong ngày phải bao gồm protein. Protein sẽ giúp phục hồi cơ bắp và cung cấp năng lượng. Khi chọn loại protein, nên chọn những thực phẩm từ tự nhiên như trứng, thịt gà, tránh sử dụng protein từ các loại thực phẩm siêu chế biến. Ngoài ra, chất béo lành mạnh có thể giúp hấp thu vitamin nên cũng cần được bổ sung bằng các loại hạt hoặc dầu olive. Bất luận là nam hay nữ, nếu thấy cơ thể có 3 dấu hiệu bất thường này nghĩa là axit uric quá cao, cần phải cảnh giác. Axit uric là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh gút. Vậy nên nhận biết 3 bất thường này để đi khám sớm là việc cần phải ưu tiên hàng đầu. Axit uric được các chuyên gia biết đến là một chất thừa, một cặn bã từ sản phẩm chuyển hóa của chất đạm có nhân purin trong cơ thể. Thông thường axit uric được thận đào thải ra thông qua nước tiểu, nhưng do nhiều người ăn quá nhiều chất đạm và uống bia rượu vô độ khiến axit uric tăng cao, để rồi lắng đọng trong cơ thể. Ngoài ra, việc chức năng thận suy giảm cũng là một nguyên nhân khiến lượng axit uric trong máu tăng cao. Trong hầu hết các trường hợp, các dấu hiệu cảnh báo axit uric cao thường không rõ ràng và chỉ được phát hiện khi bệnh trở nặng. Vậy nên theo y học cổ truyền,
Nếu trong cơ thể bắt đầu có ba bất thường này thì phải đi khám sớm. 1. Ngứa râm ran cả người. Cảm giác ngứa râm ran này sẽ khiến người bệnh luôn khó chịu và mệt mỏi cả ngày. Loại ngứa này rất dễ nhận biết bởi chúng làm cả cơ thể khó chịu cả ngày trời. Đặc biệt nó sẽ trở nặng vào ban đêm, nhất là khi đi ngủ. Ngoài ra, triệu chứng này cũng có thể đi kèm với đau đầu, nặng đầu, mệt mỏi, chán ăn cùng các biểu hiện khác. Khi có dấu hiệu này, mọi người cần phải cảnh giác với nồng độ axit uric đã vượt qua tiêu chuẩn và phải đi khám ngay lập tức để điều trị bệnh gút. 2. Đi tiểu bất thường, tiểu ra máu. Sự xuất hiện của bệnh gút có sự liên quan mật thiết đến axit uric và việc bài tiết axit uric. Cụ thể, khi nồng độ axit uric quá cao thì nó sẽ tăng gánh nặng cho thận và thậm chí là hỏng chức năng thận, từ đó ảnh hưởng đến việc đi tiểu. Nước tiểu sẫm màu đi và có bọt thì ắt hẳn axit uric trong máu đang rất cao rồi đấy. Nếu tần suất bạn đi tiểu đột ngột trở nên bất thường, hay nước tiểu dần chuyển sang màu sẫm như trà và có bọt thì ắt hẳn lượng axit uric trong cơ thể đang quá cao rồi. Nguy hiểm hơn, nếu axit uric không được thải ra hết trong thận sẽ tạo điều kiện cho sỏi thận, tiểu ra máu cùng vô vàn các bệnh khác. 3. Đường huyết tăng mạnh. Khi axit uric trong cơ thể nhiều lên, nó sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của insulin và khiến lượng đường trong máu tăng bất thường. Theo một nghiên cứu tại Mỹ đã chứng minh, mỗi lần tăng 60 mol nồng độ axit uric trong máu thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cũng tăng lên khoảng 18%. Do vậy, một khi đường huyết trong máu tăng mạnh thì cần phải cảnh giác hơn, bởi lúc này cơ thể đang có nguy cơ mắc hai bệnh nguy hiểm cùng một lúc. Tốt nhất là không được để cơ thể rơi vào tình trạng axit uric vượt quá ngưỡng, bởi tới khi mắc bệnh gút thì không còn cách nào chữa khỏi được nữa. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người đều nên có ý thức phòng bệnh bằng cách làm theo công thức tránh 2 làm 5 như sau. Tránh uống bia rượu, chúng có thể thúc đẩy cơ thể hấp thụ purin nhiều hơn, khiến nồng độ axit uric trong máu lẫn bệnh gút trở nên xấu hơn nếu kết hợp chung với các thực phẩm chứa nhiều purin khác. Tránh ăn nội tạng động vật, các loại thực phẩm như này thường chứa nhiều độc tố và kim loại nặng nên không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, nội tạng động vật cũng chứa purin cao và chỉ khiến axit uric tăng mạnh thêm mà thôi. Nên uống nhiều nước lọc, nước có thể thúc đẩy lưu thông máu và làm loãng axit uric, lẫn việc giảm khả năng kết tinh axit uric trong máu. Mặt khác, uống nhiều nước có thể làm tăng lượng nước tiểu nhằm thúc đẩy bài tiết axit uric ra ngoài cơ thể. Nên uống nước chè tươi, y học cổ truyền tin rằng lá chè tươi có khả năng thúc đẩy cơ thể đào thải axit uric ra nước tiểu rất tốt. Ngoài ra, nó cũng làm giảm số lượng lẫn tần suất của cơn đau bệnh gút. Không nhịn tiểu, hễ cứ buồn tiểu là phải đi ngay, bởi nếu nhịn sẽ làm cho axit uric tích tụ lại ở thận và làm tăng nguy cơ suy thận mãn tính. Ngồi ít, vận động nhiều, ngồi quá nhiều sẽ khiến cơ thể khó bài tiết axit uric, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh gút. Chính vì vậy hãy cố gắng vận động và tập thể dục nhiều hơn. Không thức khuya, mất ngủ, thiếu ngủ và thức khuya sẽ làm rối loạn nội tiết trong cơ thể, khiến quá trình chuyển hóa purin bị mất cân bằng làm axit uric tồn đọng lại, từ đó gây ra bệnh gút. 4 thực phẩm phổ biến nhưng không ngờ lại là đồng phạm của việc tăng axit uric trong máu, bác sĩ khuyên nên bịt mồm bịt miệng. Thưa quý vị, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao nhưng đồng thời cũng nảy sinh vô vàn những vấn đề mới về sức khỏe. Cuộc sống đầy đủ, nguồn dinh dưỡng được chú trọng quá mức, chế độ ăn uống vô độ khiến cơ thể dung nạp nhiều chất không cần thiết, lâu dần trở thành gánh nặng cho các cơ quan trong cơ thể dẫn đến các loại bệnh tật nguy hiểm. Axit uric trong máu cao không phải một căn bệnh, nhưng nếu nồng độ axit uric vượt quá mức an toàn sẽ làm tăng nguy cơ lắng đọng ở một số tổ chức và cơ quan dưới dạng tinh thể, đặc biệt là ở khớp và gây ra bệnh gút. Lượng axit uric càng cao, nguy cơ mắc bệnh gút càng cao. Việc đề phòng nguy cơ tăng hàm lượng axit uric là một điều vô cùng quan trọng.
vì axit uric là sản phẩm của quá trình chuyển hóa purin, nên để khống chế hàm lượng axit uric, chúng ta cần kiểm soát lượng purin đưa vào trong cơ thể. Vì vậy, bạn hãy kiểm soát nguồn thực phẩm ngay từ bây giờ. Thông thường những thực phẩm dưới đây đều có chứa hàm lượng purin cao. Các chuyên gia y tế khuyên những đối tượng có chỉ số uric cao nên thận trọng với những thực phẩm này. 1. Nội tạng động vật. Theo kết quả nghiên cứu, nội tạng động vật là thực phẩm giàu chất béo và có chứa hàm lượng purin cao. Để ngăn ngừa sự gia tăng của axit uric gây ra bệnh gút, các chuyên gia khuyến cáo những người có axit uric trong cơ thể cao hơn chỉ số bình thường nên cực kỳ thận trọng trong việc ăn nội tạng động vật. Ngoài ra, các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt dê, thịt lợn cũng chứa một lượng lớn purin, cần được kiểm soát lượng ăn hàng ngày. 2. Bia. Nghiên cứu của các chuyên gia đã cho thấy rằng hàm lượng purin trong bia tương đối cao, và đây là một trong những loại thức uống mà những người có hàm lượng axit uric cao cần tránh. Hàm lượng purin trong bia tương đối cao và đây là một trong những loại thức uống mà những người có hàm lượng axit uric cao cần tránh. Trong bia có chứa một lượng cồn nhất định, lượng cồn này sau khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành một lượng axit lactic. Khi hàm lượng axit lactic quá cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình bài tiết nước tiểu, khiến axit uric không được đào thải ra khỏi cơ thể kịp thời, dẫn đến hình thành các tinh thể axit uric gây gánh nặng cho thận, từ đó gây nguy hại cho sức khỏe cơ thể. 3. Cải bó xôi. Trong cải bó xôi, Raubina có chứa hàm lượng sắt và canxi cao, dễ làm tăng lượng axit uric trong cơ thể. Do đó, thực phẩm này cũng không dành cho những người có hàm lượng axit uric cao. Trong cải bó xôi, Raubina có chứa hàm lượng sắt và canxi cao, dễ làm tăng lượng axit uric trong cơ thể. Ngoài ra, trong Raubina còn có một lượng axit oxalic rất cao. Nếu ăn quá nhiều loại rau này cũng làm giảm quá trình đào thải axit uric ra ngoài, dẫn đến hiện tượng tích tụ axit uric trong cơ thể. Người có sức khỏe bình thường cũng không nên ăn quá nhiều loại rau này. 4. Hải sản. Nghiên cứu cho thấy các loại hải sản như tảo bẹ, rong biển, cua ghẹ có chứa một lượng purin cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng axit uric trong cơ thể. Mặc dù hải sản có mùi vị thơm ngon hấp dẫn, giàu dinh dưỡng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tích tụ axit uric. Do đó chúng ta không nên ăn quá nhiều. Đối với nhóm người có axit uric cao càng cần thận trọng hơn để ngăn ngừa bệnh gút và các bệnh nghiêm trọng khác như nhiễm độc niệu do hàm lượng axit uric tăng quá cao. Cuối cùng, nếu bạn thuộc nhóm người có hàm lượng axit uric cao, bạn nên thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ và nghe theo phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh những hậu quả xấu.